Cuộc hành trình gặp mẹ ruột của em Phúc sau 23 năm xa cách, sau bao nhiêu khó khăn thì hôm nay em Phúc chính thức được gặp mẹ ruột rồi cả nhà ơi. Rồi biết ai hơn mà giới thiệu đi. Mẹ đây hả? Mẹ đây hả? Trời ơi! Bây giờ đâu có biết đâu. Mẹ đó. Dạ. Sao không? Xây xe rồi. Xây xe hả? Lại ngồi đi con. Ngồi ngay. Ngồi ngoài đi. Ngồi đi về. Nói sao? Nói ngoại. Dạ. Mấy cậu. Tôi chào ông ngoại. Dạ. Chào mấy cậu. Phải không? Phải không? Gọi bà đi dầm lúa luôn. Đúng rồi. Mừng quá. Đúng rồi. Kêu cái. Kêu cậu. Em hạ kích xuống. Cậu ơi, con thấy nè. Phải cậu không? Đứng cậu không? Dạ, chào cậu. Con khúc đất mà chạy được không? Được. Được rồi. Chạy xe đi vô được không? Chạy được. Ờ, rồi đi. Đi luôn cũng được mà. Con hơi khúc đất coi. Dạ. Ngoài cái chỗ. Dạ, ok cậu. Dạ rồi, cậu dẫn trước. Mừng quá cậu ơi, mừng quá. Mừng quá. Vậy là hành trình của em Phúc đã gặp được người thân rồi nha cả nhà ơi. Bây giờ là chuẩn bị đi vô nhà của mẹ nha. Đường hơi nhỏ xíu nha quý vị. Nhưng mà không sao, xe của tầm gồm là có thể là bường được bất chấp mọi địa hình luôn. Đi mọi địa hình luôn mà. Bữa nay cha cũng rước cái gan gì nè. Bây giờ bên mẹ cũng bớ như gì luôn. À bữa mình đi mình đi đâu ta đi đâu mà rớt cái cản trước. Bữa đi vô lòn đó. Rớt cái cản trước. Cái chuyện ra bỏ đi. Ôm cua. Hồi hố đường cho bá lửa mà. Ừ. Ta mà không được vô thôi đường. À phía bên đây cũng ta đang lên dòng nè. Bên đây vẫn còn giống kiểu là làm bên làm ruộng rồi nhiều cả nhà. Phía trước là cậu ruột của em Phúc với như là người gì vậy? Không phải không? Thì đang dẫn đường. Này đường đang này hơi nhỏ nha. Con lạnh. Mấy cung đường này chỉ có xe đường nhỏ như xe có tốc rơm mới bường vô được thôi. Vậy đó hả? Đường ruộng dưới bờ khô em chạy cũng được đó. Đập ruộng nghe cái gì vậy? Cái này chủ yếu người ta làm ruộng nhiều với nhau. Người ta làm clip trong á. Trồng gì á? Bắp. Một clip này một trồng bắp, hai nữa trồng hành, trồng hẹ gì. Bắp. Dạ bữa nay lên có bắp ăn nha. Ờ con bắp đang lái xe nè. Gì vậy? Mừng dữ không giật vậy đó. Giật dữ à. Đó giờ có khi nào nó nhõng nhẽo với em không à Phát? Thích lắm à. Ôi, tài xế này ghê vậy chứ. Thấy sao? Giúp đỡ quá. Chạy xe gì giúp đỡ quá. Mấy ba cái đường này mày nhầm nhơ vậy. Ôi. Nè, một hồi coi xe tông gồm băng đường ruộng nè. À, cái đường đó vừa với xe thôi nha em. Nghiêng qua hai bánh là chạy hai bánh thôi. Còn tính ra giờ ở trong đây bả cũng vô sâu dữ trời. Ở nông thôn mà. Ừ, vô sâu thiệt sâu luôn, nãy giờ vô chưa thấy luôn á. Trời ơi, ở trong đây gì mà. Ở gì mà chắc tối bà cũng mở bà coi mà bên bên tôi Đồng Tháp lên trời bà thấy sao luôn ta. Ghê thiệt chứ. Tính ra vô sâu lắm là sâu luôn á. Ấy, trời ơi. Trời chạy nhanh quá phải chạy theo. Mới khèn đó. Mà sao con cậu này không dẫn đường, chạy lẹ quá. Chạy nhanh quá. Còn cha của anh Phúc thì mất dấu. Cha của anh Phúc thì chạy. Không, cái ông này cháu gì. Cháu xe máy là lọt không đây. Ông gì không coi cái nồi dịch á, cháu dịch á. Cô ơi, dẹp xe nha cô ơi. Rồi. Mẹ nó chạy dữ lắm cô ơi. Lọt. Quá lâu. Làm nông gơm hay vậy cô? Này nông gơm. Bà nghe con Phúc nói về bà lặt nóng gơm cho mấy cháu ăn. Nói lại con dẹp nó lại rồi. Bà nghe con Phúc nói về bà mừng quá, bà lặt nóng gơm cho mấy đứa nó về nó ăn. Bà cụ mấy tuổi rồi? 16 tuổi rồi. Nói chung là cái con đường vô nhà của mẹ Phúc là nó... Ồ đây vẫn còn phơi lục bình đó. Nó xa thầm thầm giống như đi về chỗ bên cha của em đó. Đây là con phơi lục bình nè.
để dịch đang nè, đang lục bình. Rồi tới khúc đường đất nè. Đường đất chạy chậm. Đường đất này sao xe khác sao dám chạy? Chỉ có xe của ai? Xe của tổng rơm đó. Chỉ có mấy con máy cài đó dám chạy. Máy cài gì đó. Ủa, này bình thường. Đốt châu heo. Đốt châu heo. Ủa, chừng bà con á. Ôi, em coi có ai thấy quen quen không bố? Để em nhìn đây. Chắc thấy á, rất quen lắm, quen à. Trời ơi, trời ơi. Mạng ơi cái đường. Nó vừa lọt lòng ra là vậy được mẹ nuôi nhận rồi đó, rồi nó quen với ai. Bắp nó chạy đến nỗi mà Phúc ôm trọng luôn lại luôn á. Quá trời ơi. Cái này trời mưa chắc hơi bị đuối nha. Mưa ban vô đường mới sợ à. Đúng là. Cái khúc này đó sao nó còn nông thôn dưới ta? Ông nói là đường này xe tải chạy. Đúng rồi, chứ cái xe này hơi nào lần xe hơi lần đầu tiên xe hơi vô nè. Hơi chiếc nào dám vô đây mới sợ á. Ban ra. Thôi ngang đi chuyến này đi, khỏi. Mà hồi nãy có nghe ông nói 50 mét không? Ông nói đường về nhà mẹ sao gian nan quá vậy? Đường thành của mẹ cũng gồ ghề quá. Đây quý vị đừng có rời khỏi màn hình nha. Nói chung là mình sẽ chia sẻ là những cái khoảnh khắc, những cái con đường gọi là tình thâm ruột thịt mấy chục năm đó. Cậu ơi, cậu đợi con, cậu ơi, cậu ơi. Cái đường gì sao chạy nhanh luôn. Trời ơi. Đường xấu quá vậy. Chạy nhanh quá. Chạy quá, đường xấu quá. Cho anh cái tấm nó lên chút rồi bắp rồi. Tự giỏi. Đạo quá. Ôi. Trời ơi. Cả gầm luôn rồi. Rồi. Xe này mà còn cả gầm đó. Ủa. Con mất tích rồi. Mất tích luôn rồi. Ông đứng chờ trước à. Cậu vẫn chạy chứ cậu có chờ đâu. Cậu đi vậy đã thấy mẹ con rồi. Ô, cậu chạy lẹo quá. Đúng rồi. Cháu là làng luôn rồi. Đúng đi về thấy mẹ thiệt mà. Đúng rồi. Về thấy mẹ liền nè. Hợp lý đấy. Trời, mới ngồi trong xe mình có máy lạnh mà nóng hổi luôn á. Cái đường mà đi rồi thấy nóng trong người luôn à. Ông nói vừa có một khúc à, mấy má ơi, khúc thiệt. Đi vô một khúc luôn. Như là đỡ. Đưa bánh một bánh trong bánh nhỏ chậm. Nè nè ông. Cái hồi là nó sụp vô đó là nó rộp rộp. Đó, quất cái bánh này luôn. Em quá. Cái bánh đường. Đúng rồi, đường xe tải chạy thiệt. Chứ ngoài ra không có xe nào dám chạy nữa, chỉ xe máy xới, máy cuốc mới chạy thôi. Anh đang nói xe mình máy xới hả? Xe mình là dạng máy cài. Trời ơi, mất dấu rồi. Đâu đúng tiếng rồi. Cậu ơi. Rồi, kè, lúc nè. Chóng mặt quá hả? À? Quéo quá rồi. Quá trời lắc rồi. Xe thì em có bị xe không? Có bị xe. Xe em chung rồi, em hạ kính xuống xíu đi. Ở trong đây thì thua rồi. Cho xuống kính luôn đi. Cái đường này thì thua rồi. Đường này bắt buộc phải xoay rồi. Rồi. Đó, khỏe rồi đó. Thấy đỡ không anh? Lắc á. Đút cái đầu ra, hít gió trời đi. Em ra hít gió trời thử miếng đi. Tại do đó bị lắc. Tại vì cái đường xe quá trời ôi. Cái đường này ông nói có đường khúc, có khúc đường đất à. Mà đúng một khúc thiệt luôn á. Cỡ cây mấy hai cây khúc dài. Xe xe luôn rồi. Không, cho dừng lại xíu đi. Để hồi vô trong mệt lắm. Dừng lại xíu đi. Cho dừng nghỉ xíu là phải à. Thông tí đi. Cho thông tí đi. Xuống luôn. Nãy giờ đâu có. Bây giờ đi, xe nó quần kiểu này chịu sao nổi. Với lại Phúc bị xe á. Mình đi còn cũng ọc nó ọc xuống nữa mà. Ngồi. Cái đường dễ thương thì chứ.
nó không làm hết luôn cái khúc này ta. Vừa dự án vừa. Nãy đường má đập này mà là một cái đường mà livestream cái tả lắm rồi. Ừ. Thông báo với quý cô chú anh chị nha, thì thật sự là cái đường đi vô nhà của mẹ của em Phúc rất là chua lè chua lét luôn. Đẹp. Mới đầu đi anh em còn hào hứng hứng hở nha, vô tới cái đường đất này rồi một cái tao nói rồi đó, méo mặt luôn. Cuối cùng hứng hở hơi hào hứng. Vô tới cái đường đất rồi méo mặt hết trơn luôn nha. Nói chung là đường đất rồi đó, dằn co nó quanh co đúng đường tình nó cũng quanh co theo luôn, khổ ghê vậy. Đây cả nhà thấy không? Bà Bảo đang mì tôm. Nói chung khu vực Tâm Nông này dùng còn nông thôn nhiều lắm cả nhà, làm lúa còn đủ luôn. Anh nhẹ em cảm giác sao anh nhẹ em? Bây giờ anh ngồi sao không thốt nên lời luôn á. Ừ, Phúc giờ nó mất, Phúc giờ nó xây xe cả nhà ơi, xây xe là như xây sống vậy đó. Mấy nhà còn thưa thưa giống kiểu ngày xưa ghê luôn trời. Nhà thưa rỉnh chưa rẻ. Nhà thưa rỉnh chưa rẻ kiểu ngày xưa luôn, đúng kiểu đúng chất ngày xưa luôn cả nhà. Nhà này 38. Trời. Chữ gì sao? Nè. À. Hello chị. Gì tại? Hello gì? Mà tướng thiệt chứ. Đi đâu ai kìa? Hello. Đi đâu vậy kìa? Đang xuống kiếm nhà trời ơi, cả nhà thấy chưa? Đó, giờ cả nhà thấy rõ ràng chưa? Nói chung là ở đây còn dùng nông thôn, đúng nông thôn luôn nghe cả nhà nha. Cực lắm, đi xa lắm vô trong đây, còn đây đây còn làm ruộng, làm đồng, tùm lum chứ nè. Nói chung, đường ở đây nó có khúc đường lộ đa nè, trong đây nó chưa làm hết cả nhà. Mày này tao ủ phân hay gì ta? Ủ con nhóc à. Ui da, ui da, ui da, ui da, ui da, ui da, ui da. Ây da, ây da. Trước tới luôn đó, chọn mấy cài á. Thấy chưa? Tới rồi, chọn mấy cài đó. Đó, 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 đó. Ồ, chắc nó đang đứng chờ đó. Phía bên trong á, thì trồng sen. Ở đây là củ, ở mấy dưới hồi nãy trồng ngô. Này ta phơi lục bình ra đang nè. Ở đây vẫn còn phơi lục bình đang nè. Rồi sắp tới rồi quý vị ơi, cố lên cố lên. Ê, sắp tới rồi nha. Đây đang ta phơi ba lục bình quá trời luôn nè. Xe cẩu xe cuốc nhóc chưa? Kìa, phải không? Phải ổng không? Phải không? Cậu ông đó, ổng đó, ổng đó. Cậu đó. Đúng rồi, đúng rồi. Phải không? Cậu đó, cậu đó. Xuống hốt luôn. Tôi gọi ổng rồi sao đi nhanh quá. Cậu kỳ quá. Con mỏ chạy cũng chết luôn à. Ê, cố lên, cố lên. Đợi chưa, chưa, ông khóc không? Cậu khóc rồi mấy nè. Phải cậu không? Tới chưa cậu? Tới rồi, bực quá cậu ơi. Thôi, nãy giờ. Chịu khó khăn đi. Dạ, bực quá. Trời ơi, cậu luôn á. Đậu đây luôn hả? Đậu được đây luôn hả? Đậu luôn. Rồi, ok, đậu đây luôn. Tới rồi, tới rồi, nhà ơi. Hai bò đây nghe. Bài học quá. Bài học bỏ đâu lại đi. Bế xế chân này. Rồi nhà nào cộng? Xe quên. Rồi, vô vô. Rồi biết ai ai không mà giới thiệu đi. Mẹ đây hả? Mẹ đây hả? Trời ơi. Bây giờ đâu có biết đâu. Mẹ đó. Dạ. Được sao rồi? Xây xe rồi. Xây xe hả? Lại ngồi đi con. Dạ. Ngồi ngay. Ngồi đi. Đi về nói sao? Ngoại. Dạ. Mấy cậu. Tôi chào ông ngoại. Dạ, chào mấy cậu. Cho nó hoàn hồn hay chứ. Đang xây xe. Quá xe xe. Em lượm cái chai cho mẹ không? Không biết có nước cho rửa mặt cá cho tỉnh. Thì gan luôn. Tỉnh đi rồi giới thiệu. Xuống rửa mặt đi, lấy miếng nước rửa mặt cho tỉnh. Xuống rửa mặt. Xuống dưới rửa mặt đi. Đi xuống rửa mặt. Rồi rồi. Dạ luôn. Rồi, xuống cơ mặt đi. Mời. Mời ngồi đi.
mình cái lục bình này là mình phơi về, mình phơi hả cậu? Phơi đang mình đang lục bình hả? Ừ, chặt rồi đó, phơi gì đó. À, nãy mình đang đang giỏ ra này kia có không cậu? Dạ. Ở đây mình làm vậy có thu nhập cũng ổn không? Cũng đủ sống rồi chứ cũng không được dư. Dạ mình làm ruộng hả cậu? Mình được mấy công? Thôi con không có thấy biết đất mà. À. Chạy máy mướn rồi nè. À, giống như là đa số là mình chạy máy với là mình mướn đất thêm. À. Em tỉnh nha anh, em như đi xong lại giữa con đường này. Rồi, nói chung hôm nay quá vui rồi. Ở này ú dâu chứ ú gà gì. Đường hết trơn rồi tội nghiệp. Đường về nhà mẹ sao gian nan quá. Gian nan, mình đường này đi với cực khổ. Sao mẹ không kêu người ta chát lộ nhựa mẹ? Chát lộ nhựa, người ta đâu có kêu được. Dạ, đang nói bị à. Mẹ phải điện thoại alo, con gái tôi xuống phải chén lộ nhựa. Ừ. Sao không gặp mẹ mừng không? Không biết nói gì luôn. Sao kỳ vậy, bữa gặp cha cũng nói rồi định nhớ nhiều lắm mà giờ gặp mẹ, mẹ cũng không nói được hả? Hạnh phúc quá hay sao? Kiểu... ôm cái nè, ôm cái cho thấm thiết tình cảm nè. Đâu rồi mẹ ơi? Khóc luôn à. Khóc rồi, nói lại. Khóc dạ. Trốn khóc á. Họ à không thấy tôi, không thấy tôi. Tôi không thấy người ta là người ta không thấy tôi đó. Nói chung là cái giây phút này mừng cho con đừng khóc. Khóc ngồi tao khóc đó. Khóc đâu? Bụi chết vậy khóc gì? Bụi chết khóc gì? Ba đồ quỷ này sao làm khó được con. Rồi hai khuôn mặt có một khuôn mặt luôn. Một luôn hả? Thiệt. Cha nó giống rồi nhưng mẹ giống ác luôn. Thiệt luôn. Ở quá nhà. Dạ, tại con sợ đi xe xa nè, bị say xe thôi. Không ấm. Con cũng người vô sốc này mới sai chứ vô cái đường trong này nó hơi ấy nó bị sai á, chứ ra ngoài chắc đỡ. Dạ. Nó sai. Tại em gái đi không quen nữa con. Nó bị xe xe xe. Chứ nó giỡn á. Chạy đi sai. Nó mừng quá nha. Ở đây bên nhà ngoại mình hết thôi con. Này nhà ngoại nè. Nhà cô dưới nhỏ xíu vậy không ai. Dạ. Quay ở đây. Mình ở đây đi rồi vài bữa đi xuống dưới về dưới. Nhà dưới nó nhỏ quá rồi anh không có tội nghiệp hai đứa con nó không có phương tiện đi lại nữa. Sáng thằng chồng nó đi làm ở Tiền Giang nó đi về đi bằng xe đò. Rồi chiều nay phải đi nữa rồi. Chiều nay đi nữa. Dạ. Cũng tội lắm. Ờ vậy. Công việc. Nói gì? Không biết nói gì. Nói mừng quá, thôi khỏi nói đi đi. Mừng nói, quá. Để chừng nào hết đấy kìa, hết đấy. Mẹ con tâm sự. Thôi mình gặp rồi mình đi về đi không? Giống không? Nhìn mẹ giống em không? Mẹ người ta mà không giống gì. Cô chừng mẹ ai chứ mẹ cô, chưa xét nghiệm kêu mẹ cô. Ôi, tự tin chứ hả? Trời ơi em mà. Chừng nhầm người đó. Thấy mẹ luôn. Chưa gì là xác định kỹ dữ à. Em phán cái là chắc như đinh đóng cột. Nhiều khi cột một là đinh rớt nha. Này cột bê tông hay cột cây dừa? Cột cây đu đủ. Cột dừa. Này cột xin nghỉ được không con? Này xin nghỉ buổi sáng, mà buổi sáng, xin nghỉ buổi chiều vì nó nói này lên là lại xin nghỉ luôn. Có hổm đứa nào điện? Này. Nào điện rồi. Điện tối hả? Ờ. Điện tối hả? Điện tối con điện cô á. Đúng rồi. Điện tối nói là tình này đáng lẽ nó mặn đó mà tại nói nó lên thì thôi xin nghỉ luôn. Giấc tối nó điện đó thì nói nó thôi nghỉ. Nó quan trọng rồi thôi nghỉ chứ nó nghề tên nó. Mình làm công ty cá hả cô? À, công ty cá là mình kiểu như mình vô mình phi lê hả? Không, cái này cô làm bên bao tử con bóng á. À. Bao tử con bóng á. Dạ. Thu nhập cũng đỡ hả cô? Tháng là 3-4 triệu vậy đó. Dạ. Đó, chứ không có nhiều. Thì công ty cá ở đây biết mà, Hoàng Long đó. Dạ, biết. Hoàng Long ngay chợ chợ Phú Cường. À, không có ngay nơi tên này, tên chợ Phú Cường chứ. Không ghế ngồi đi mập dạ, dạ. Mà ngồi như cống cái mụn rồi sao nói gì nói với mẹ đi
từ từ đã. Đang định thần lại đúng không? Đang reset lại cái não. Thôi việc nữa nha. Sao lúc đó mẹ không nuôi con? Tại vì á, lúc mẹ sinh con á, cái chuyện mà không nuôi á, cái gì cũng vừa hoàn cảnh. Để mẹ kể cho con nghe sau nha. Con mình á, còn tâm sự dài. Cái việc mà mẹ cho con sao đó thì để mẹ kể cho con nghe. Sao mà mẹ con mình còn tâm sự dài dài. Thiệt không? Thiệt. Còn điện thoại hoài mà. Mẹ có số rồi con, có Zalo rồi đó. Rồi á, biết giờ sao sao mẹ tâm sự cho con nghe. Sao rồi đó mẹ cho con, mẹ không cho bên nội đi. Cái đó đó, bây giờ mẹ không có trả lời cho con biết. Mẹ con mình nói chuyện sao, con hiểu liền. Mẹ nói là con hiểu liền. Là sao à. Lý do con biết liền, bởi vì chuyện này. Tóm lại là ở đây anh em mình biết, thấy không mà. Đời tư của mẹ là chỉ mẹ con mình biết không? Chứ không có kể được. Nói chung là lúc đó mẹ không nuôi con là do hoàn cảnh. Kinh tế không có. Thì vậy đó, dù hoàn cảnh eo hẹp, kinh tế không có nên là mẹ không có nuôi con được. Chứ không phải là muốn bỏ con, mẹ nào mà muốn bỏ con. Ai cũng vậy. Nhưng mà cái hoàn cảnh của mẹ lúc đó thì dần nói thì nói, không có nói hết được. Đó, từ từ rồi mẹ điện rồi. Mẹ con mình tâm sự gặp nhau hoài. Chứ mẹ con mà phải gặp hoài rồi chứ sao mà không gặp được hoài phải không? Đó, mẹ nói vậy là con hiểu rồi. Rồi cái chuyện là lý do sao thì từ từ rồi mẹ kể cho con nghe. Hết lý do sao. Con chỉ muốn nói chung là con chỉ muốn biết lý do thôi. Thì đó thì đi mẹ đâu thì mẹ nói là để rồi mẹ tâm sự với con. Mẹ con mình tâm sự. Mũi gió nó bị cát quá. Không có cát mà. Ở đây trời mưa xe chạy ra được không? Khúc qua được rồi. Rồi ông ngoại nói kìa. Rồi từ từ rồi mẹ sẽ kể đầu đuôi câu chuyện đó làm sao là chuyện mẹ con của mình rồi tâm sự. Nói chung bây giờ mẹ con gặp nhau là mừng rồi. Rồi chuyện hồi xưa quá khứ rồi giờ nữa về mẹ con tự tâm sự với nhau. Đúng. Dạ. Ở đây tụi con cũng nói y chang nha. Lúc đầu nói là cái vấn đề của cô với Phúc á là chuyện giống như là ngày xưa 23 năm về trước. Đó là tự riêng, còn tự coi chỉ là ngày hôm nay dẫn cái hành trình đến đây thôi. Anh cũng không có quan tâm đời tư đâu, chỉ muốn quay lại cái hành trình con kiếm mẹ thôi. Mẹ biết rồi, bị vậy hổng ta không nói nè, bữa cũng nói nè. Mưa không? Mưa này không có lớn thôi. Thôi để dọn ấy rồi cho dọn cơm ăn. Mưa qua chào ngoại cái đi đúng không? Rồi tranh thủ về em ơi, mưa đó. Để uống nước đi chứ chưa hết. Dạ. Chắc để tranh thủ để ngoài mưa xe này bò ra không được. Con ông ngoại dành con đó. Có ông ngoại đó. Rồi có ông ngoại đó được. Dạ. Nói vậy hiểu rồi ha. Dạ. Có ông ngoại nữa. Ông ngoại năm nay nhiêu tuổi ông ngoại? 76. Dạ con bà ngoại. 71 rồi. Dạ. Thấy ông bà còn trẻ quá. Trời ơi, bà còn trẻ. Dạ. Trẻ nghe, bữa nào lên chơi. Cái là bà ngoại. Dạ. Lên nắm em lên. Con sợ lắm em lên không được. Dạ. Con say xe. Đi xem đâu. Trời ơi, đít luôn luôn. Rồi là con tự dưới mà con chạy tới đây mà đi xem ra. Chồng con đâu, chồng đâu. Thế chồng con sao? Đâu, ông quên đến chân rễ đâu. Kêu ông chồng, kêu ông chồng chạy xe ông đa. Chở lên. Chở về rễ. Không thấy được kêu xe ông đâu. Đi xe kia xe sắm, đi xe ông đâu. Ở đó, mày nói chung mới lớn cũng hơi mắc cỡ. Chưa chút kêu nè, tính nhỏ mấy anh này cũng mới lên lại. Mấy anh trên này ngoại cũng mình mướn không nó nhờ mấy cậu gì. Mạnh như đứa nào nó ở riêng nó mình mướn hết trơn. Chứ giờ mình thì chứ không có mấy anh này mì tiết không chưa gặp được. Mà chuyện gì sẵn ra rồi. Con giao vô chơi đi. Ngoại thật thuộc bình đó. Sáng ta chặt rồi chục bó vậy ta mới lên. Ở đó quê gì lâu á. Ở dưới đó. Mẹ, thấy tay chân ta biết rồi. Mẹ, thấy chân tôi không? Con chặt thuộc bình. Mẹ, thấy chân tôi không? Ngoại chặt thuộc bình đó. Thôi được nhiều đó, chưa bán. Nhiều đó hả? Chưa bán. Bán có 17.000 ký.
mình muốn mẹ ăn ký. Đâu biết nào đúng ký. Đâu có con bó đó anh chục ký đó. Bó anh chục ký. Đã nhỏ thôi. 18 ngàn ký mà là chục ký mình định cho 70 ngàn. Thôi rồi rồi. Mẹ. Thôi mình đứng vậy cho tình. Nha, bởi vì không dẫn cái lên một bó vậy là 10 ký, 10 ký, 9 ký, 10 ký, 19, 19 19 bó là trời ơi 190 ký, tiền để đâu cho hết trời ơi. Trời ơi 190 ký. Dạ, mấy đời em cũng phải đi. Vậy cái chú ý vô nó mặc uống nước thì mấy đứa rồi dọn bàn đi mấy cậu có giới thiệu mấy cậu cũng phải rất nhiều chơi để mấy cậu mà mấy cậu luôn hai cá lóc nướng chui luôn cá lóc nướng chui hai cá lóc nướng chui luôn mọi người ơi ngon quá rồi cá lóc nướng chui đem lên đi mà đây là mấy cậu mở không à có lọc ăn nữa rồi hả không mới cơm bây giờ có lọc ăn nữa rồi lá cây để bên cây đây để dưới con đi trời ơi đi mà để con dâu thì đây mình quay ở đây dùng chút đi rồi mai mốt á mẹ con có số điện thoại tâm sự rồi cái đám tiền rồi đó ăn đi con trời ơi rồi đi, mày giọng đi nó thấy mày quay đi chứ không đâu anh nó tao biết gì nó ngại nó quay dễ quậy. Dễ quậy. Cứ trẻ nghe nhấu hoài nó ngại. Đi sao lâu dữ vậy hôm 10 giờ đi rồi mẹ tâm muốn chết trời ơi, tao lát cái kêu gì mời mày nhắn tin ra. Kẹt phà con đi qua phà làm rau chở một khúc. Xa lắm. Thầy nói à, tối là 10 giờ mà dòng hoài đợi hoài dưới cái kêu 10 mà nhắn tin cây đi tới đâu rồi sao 10 giờ mà nhắc này chưa tới nữa. Thì đi 3 tiếng đúng rồi mẹ. Ừ, 3 tiếng không con? Ừ, 3 tiếng. Thì chưa tính con ở lại nghỉ ngơi. Cũng mệt lắm chứ không giỡn đâu. Cha mẹ con hung cái ai? Không, cha con không có ở đây. Cha con đi rồi. Cha cha mày không có ở đây. Dưới có đây mới chửi. Này là như là mình cháu đó mấy cậu nó xúm lại cậu không à chứ không có người ngoài ruột không à như là mấy cậu cậu ba cậu tư cậu năm cậu sáu cậu bảy cũng có mà cậu bảy thành phố rồi là bên cô hồi đó là đông anh chị em không đông bên cô đông cô là chị lớn thứ hai dạ. Thì bà điện thằng nhỏ nó hay nói về đợi chị hai về đó. Vậy là Phúc về đây rồi. Phúc về đây là được gặp chị rồi. Điện cậu đó đó. Cậu Tư đó. Là con điện cậu này hả? À con điện cậu đó đó. Cậu Tư. Thường thường nói chuyện. Thường nói chuyện là nói chuyện với cậu Tư đó. À thì ra là cậu. Cậu Tư đó. Thì ra là ông hả? Thôi mẹ tao biết rồi nha. Con đâu biết đâu. Vậy là cậu này là cậu Liêm. Ờ đúng rồi đó, cậu Liêm đó. Mấy người mấy người bên con Tư đồ nói Liêm Liêm đúng không? Nghe bên đúng không? Dạ. À, có cái chú hồi đó chú mẹ Sơn. Mẹ ở dưới còn ở dưới Vĩnh Long á. Cái chú mà chú hàng xóm á cho số con cho con này. Cho số cho cậu Liêm mà con có nhỏ. Con đâu có biết chín nhỏ, mười nhỏ gì đâu. Rồi cho số cậu Liêm ha. Dạ. Đó là... Nhỏ. Đó là giờ không có số của mẹ. Mà có số của cái cậu này nè, con điện đi. Thì đúng con mới điện cậu này. Tức là hồi đó là nhờ cái ông chú đó. Ừ. Ông mới... xem được cái video, ông mới biết là mẹ em. Dạ đúng rồi. Ừ. Rồi mới cho số điện thoại mới điện được chứ. Chị xài máy, mấy cái đó chị không có thấy, không có biết gì luôn á. Dạ. Rồi điện cho Liêm hay gì đó, rồi dì mời nó mới lên, rồi mới thấy hình đó. Dạ. Chứ không thôi là nếu mà mấy đứa nó không biết rồi là cũng không biết luôn. Bởi vì đâu có xài, đâu có biết cái đó đâu. Với lại cô đi làm suốt á, không có thời gian á. Đúng rồi, đi làm sáng ra 5 giờ đi là tới nhiều khi 7 giờ, 8 giờ mới về.
mình nó suốt không có coi. Mời nhãn không? Từ đây ra đó gần không cô? Hả? Từ ra đây chỗ nào? Ngay chỗ mới cua mình quẹo vô đây phải không? Đi chợ lên kia 3 cây số. Quẹo lên trên 3 cây số và tới công ty xa quá. Mà trời mưa thì đi hơi cực, còn trời nắng thì Quốc làm không lên đây ở, làm với mẹ đi. Thôi, bà nè, không làm đâu thiệt. Không làm vô, quýnh ta nữa. Trời ơi, không được đâu. Cọc, cọc, tính cọc. Tính là cọc à. Anh lên hình vậy chứ bên ngoài khác chưa hả? Để về bữa đó trứng trứng bóc phốt luôn, cho khỏi bán hàng luôn. Ôi ơi, mà trời ơi, bán ở chợ. Bán kem, bán online á. Kem xúc. Dạ không, kem xúc tay chân á. Tại vì trời ơi cháu ghẻ rồi qua đi con từ từ rồi con sẽ thích nghi dữ lắm ở đây mấy cậu nè không à em nhiều lắm đó mà năm. Ủa vậy là mình về đây định cư lâu chưa con? Con mừng quá mấy cậu rồi nè. Anh hỏi mẹ định cư đây đâu chưa? Ở đây luôn chưa? 20 năm rồi. Dạ ở đây luôn chưa? Là từ ngày mà ở dưới kia xong dọn về đây là 20 năm, hơn 20 năm rồi. 20 năm, hơn 20 năm. Dạ. Công việc mình về đây mình cứ là cô làm công ty cá đó luôn hay là làm công không? Hồi đó hồi thì mằng ruộng, dặm lúa, nhổ cỏ, mình đây nè. Dạ. Ai muốn gì mình làm nấy. Dạ. Rồi là chỉ mới vô công ty có năm mấy nay à? Dạ. Năm mấy 2 năm rồi, 2 năm rồi. Là vô công ty thôi. Dạ. Còn bước thì ở đây nhổ cỏ nè. Ai mướn gì làm nấy ngoài ruộng á. Yeah. Rồi thấy ngày lớn tuổi rồi mà không có nổi nữa. Thôi chỉ vô công ty để cho nó mát mà. Yeah. Mình mần mình ăn năng sức nữa. Rồi mình mặn nhiêu thì mình ăn nhiêu. Người ta không có ép mình. Còn nếu mình ra ruộng thì mình phải mần tiếp người ta. Mình phải cho nó hoàn thành ta mới được. Ở đây chắc thường thường ngày xưa là nghĩ là làm cắt lúa đâu ha. Gặt lúa mướn đâu ngày xưa đâu. Gặt lúa, gặt lúa, dặm lúa vậy đó. Gặt cỏ bất kỳ cái chuyện gì làm á. Yeah. Và mình làm. Là mình ở đây mình thuê đất làm hay là mình làm cho người ta thôi? Mình ông ngoại thì ông khai đất làm, còn yeah. Như cô thì mình nước mà. Dạ. Ừ. Yeah. Em thấy ở đây còn giống như kiểu là vẫn còn thùng nông của thôn á. Nó chưa có phát triển mấy á. Ở đây mình ruộng cũng còn thấp nữa. Còn thấp nữa hả? Cũng công 4 cũng như 10 công mà 20 công mà có 4-5 tấn lúa. À. Nó thấp á. Là bị nước nhiễm nước không hay sao? Ừ, nó bị phèn. Bị phèn đúng không? Mùa hè thu là bị phèn. Ở bên con bánh bị phèn tới nỗi người ta làm năm đó còn làm năm Trà Vinh. Trà Vinh hả? À. Còn đứa nào ở Cao Lãnh? Đây. Nè hả? Dạ. Vậy mà nước ở bên đây cũng bị nhiễm phèn luôn. Bị còn nhiễm phèn. Dạ. Cũng như có chỗ thì nó không có nhiễm hết cái hết. Như chỗ dùng của con này là nó còn phèn. Trời ơi, anh luôn cắt phiền bổ vô nước mới liền mình đừng đừng ngất lên nha quỹ ban xã xuống kiếm quỹ ban xã phục vụ chính quyền xuống kiếm liền á cái cho chuyện cho nó quen quen sao mà cái nhà mở có đám nó có cảnh này chuyển trở lên để xe trở lên à, miễn công ty có nghỉ đi lâu á thì tôi điện như tôi đi về dưới cái tiếng nhà điện miễn công ty mà có nghỉ 4-5 ngày mới được nhưng mà có xuống thì điện con để con hỏi ý mẹ con dưới nè tại thôi. Mẹ con dưới khó phải biết hỏi ý nha cái bữa điện thoại nghe là biết là thì đó là vậy đó thì nằm mẹ có đi thì nói đi thì mẹ con mình điện với